Ok anh em, ván thi đấu này thì chúng ta sẽ cùng theo chân người chơi đi rừng quân phía đông quân kia Kenyan anh em ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài những khách mời của ngày hôm nay. Khách mời mà đáng chú ý nhất đó chính là Chovy. Chovy sẽ chơi con Senna khu vực đỉnh dưới ha mọi người. Lần này thì anh Vinh không farm lúa nữa, anh Vinh farm hồn với con Senna Roger khu vực đỉnh giữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái người chơi cũng quen tên như là Delay nè, Vion Delay, Cruiser là anh chàng trẻ team 2 của Lixabox thì phải đó. Rồi với lại Punpei là anh chàng người chơi đường trên trẻ của Double Kia. Ngoài ra thì Academy Team One này không biết có phải là Trigger hay không nữa ha, xạ thủ trẻ của Team One Academy hay là Challenger. Tại vì đợt vừa rồi thì dàn nhà Team One kiểu như là cho đi hết rồi, cho đi hết mấy bạn nhỏ nhỏ rồi, không biết là có tuyển thêm mấy bạn mới không nữa. Thì bạn này không biết là phải bạn Trigger hay là một bạn nào đó. Rồi quay ngược trở lại với cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Kenyan với con Ramos. Ramos thì hôm bữa Linh cũng có làm một vài những cái video anh em ha, lên cho mình đó vỏ bọc Jack Show. Cái bản ngọc của Kenyan sẽ là một cái dư chấn. Cái điểm này là cái điểm mà mình sẽ gây hiệu công chế và sẽ đồng đội của mình sẽ được hồi phục cái lượng máu trong khoảng thời gian 2 giây. Ngoài ra kiểm soát điều kiện kiên cường, nhánh phụ, có huyền thoại tốc độ đánh nè và đắc thắng. Như vậy chúng ta sẽ có một thủ xâm lăng của Rengar và Kasate nhảy vào tấn công, mất đúp rồi, hết đúp rồi, bắt buộc phải kích tốc hành để có thể chạy. Kenyan vẫn đang đứng ở đây để chờ đợi một cơ hội quay lại tranh chấp với đối tranh chấp con bùa đỏ. Khúc này căng nha. Quay ngược trở lại tấn công vào người của Kenyan. Con bùa đỏ còn 691 máu. Và nó thuộc về dành cho Kenyan, không cần trừng phạt. Nâng khiêu kích quay ngược trở lại tấn công vào người của Rengar. Ui là trời, thậm chí là một cân hay không đây. Lượng máu đang hơi thấp chút xíu nha. 200 máu, hồi tích 13 được thành công rồi. Kenyan sẽ bị hạ gục ở trong tình huống này. Thi đấu vừa rồi thì Punpei cũng không di chuyển. Mình xem lại tình huống vừa rồi ha. Ok. Punpei thì đứng nghiêm đóng băng được lính này ha. Coi như tình huống này thì anh em để ý là khi mà rừng của mình bị xâm lăng á thì thôi cứ trông chờ vào cái sự may mắn, sự tranh cấp gì tranh chấp đến từ người chơi đi rừng, còn không thì rừng bỏ. Rồi cố gắng triệt tiêu ba con lính đánh gần ha. Rồi ok, mình xem lại tình huống này. Chút. Chồng sát thương nè. Ôi không kịp quy mà trừng phạt. Vừa rồi nếu mà chồng quy với lại trừng phạt không biết có đủ sát thương hay không nữa. Kenyan thì có một cái đòn đánh thường. Không biết Linh nhìn có đúng hay không nha. Trừng phạt là 600 máu. Máu của con bùa đỏ là 691. Rồi ok, không tốn thời gian mọi người nữa thì chúng ta tiếp tục đến với những cái diễn biến ở trong ván thi đấu này. Ra mết nó tục. Ok, Punpei thì quay ngược trở lại khu vực đường trên. Vừa rồi cũng mất một vài những cái chỉ số lính ha. Như vậy là cái kế hoạch xâm lăng rừng của Rengar với lại Kasate là bị hủy bỏ rồi, bị phá bỏ rồi. Fail một chút xíu, hồi nãy tôi tưởng là ông chồng quy với lại trừng phạt. Thì 691 máu đúng không? Chắc là cũng xem đủ sát thương, để coi. Con bùa đỏ thì giáp là 20, giảm đi là 17 cho 20 đi, 17 cho 20. Lúc đó cái chiêu huy của Rengar, chiêu huy của Rengar là khoảng gần 106. Nếu mà trừ luôn giáp là cỡ còn 80 mấy. Thấy trừng phạt, nói chung là có cơ sở để có thể tranh chấp anh em. Không biết Linh tính vậy có đúng hay không nha. Rồi ok, nhưng rõ ràng đó là cái bất lợi dành cho Rengar. Đường dưới thì bị đẩy về khá là sớm nè. Rồi, chạy thẳng xuống cánh dưới, farm nửa cánh rừng dưới. Ok, bỏ qua bãi chim ha. Farm cũng hơi cực anh em. Nhưng căn bản là farm cũng hơi cực. Thông thường nếu như anh em đi rừng thì anh em sẽ nâng đúp, nâng quy. Bởi vì Kenyan vừa rồi là phải BK nên up cái khiêu khích. Rồi, farm 37 chạy lên cánh trên ha. Vừa rồi thì Punpei cũng đã có đúng solo kill rồi. Kèo Ire với lại Rai là cái kèo mà con Rai nó khó đánh lắm này. Kiểu như là nó sẽ đẩy đường được, nhưng mà có những cái thời điểm mà con Rai cái phiên bản này là phiên bản mà trường trường sinh của Rai được hướng tới, thì phần nào đó thì Rai nó sẽ được úp máu. Còn trước đó thì Rai nó không có hướng tới những cái trụ trường sinh đó, thì đó là thời điểm mà Rai nó không được úp máu. Và kèo này căn bản là vẫn bị chúng tình huống làm choáng, cũng hơi căng thẳng. Chăn dây làm choáng ép được tốc biến đến từ Rai, hết hiệu lực rồi. Rengar vẫn nhảy chủ động áp sát vào người của Irelia nhưng không đủ tầm và không đủ sát thương. Closer đang hơi thấp năng lượng chút xíu nha.
cố gắng bung xong cái đợt đẩy này. Ê, giúp đẩy đi ông nội. Lỡ cỡ vậy. Ok, để con Ire nó đâm đâm, nó làm choáng cái cũng hơi căng nha. Rồi, hồi phục lại miếng năng lượng. Renda quyết định là chạy xuống cánh dưới. Ôi, lắc tốt. Năng lượng đang hơi thấp nè. Cái lính vẫn đang hơi lỡ cỡ, nhưng thôi về có dịch chuyển. Cái nền vừa rồi cũng không có ý định can thiệp ra khu vực rừng giữa nữa. Thì mà thấy đối phương đã lắc phía bên phải rồi. Quay ngược trở lại vào phần trường cánh trên để có thể farm tiếp. Đường dưới để coi anh Vinh sao đó. Anh Vinh bắn quy vô lính nha. Giúp đẩy đường tốt hơn nha. Đang cố gắng để có thể đóng băng. Mấy hồn rồi. Tôi chuyển xuống này. Anh Vinh mấy hồn rồi. 21 hồn nữa chứ. Ui, anh Vinh nhặt hồn nhanh vậy. 5 phút ngắn ngủi. 21 hồn. Đỉnh đó anh em. Cá nhân tôi thấy đỉnh đó. Không biết là anh em mà kiểu dạng chơi hay chơi Senna á, thì nên 5 phút anh em nhặt được bao nhiêu hồn. Ok, đi qua tầm nhìn rồi ha. Nên ra đi qua tầm nhìn rồi. Thậm chí đây tình huống mà có ý định để có thể phản găng. Nhìn cho Canyon. Renga đã về rồi nè. À không, đang nhấp nhả chờ đợi đẩy bớt một cái số, cái cơ số lính nè. Bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới đường trên solo kill nữa rồi. Áp sát vào anh Vinh. Lựa chọn anh Vinh là mục tiêu, khiêu khích anh Vinh. Có luôn thủy ngục anh Vinh lên dĩa. Điểm hồi gục đó dành cho Academy T1. Anh Vinh về nhà đóng máu luôn. Ok, một cái đai khổng lồ dành cho Chovy. Đường giữa cũng có một tình huống solo kill. Kèo này khó lắm anh em, căn bản là kèo này khó lắm. Là nó cứ đâm nguy tích nội tại. Anh em xin lỗi, anh em dịch lại một chút để cho anh em coi cái trò này. Đó, lướt lên làm tráng cái là vô, coi như là chết rồi. Trò này rất là khó. Trò này rất là khó dành cho Rai. Đặc biệt là khu vực đường giữa nữa. Không, đặc biệt là khu vực đường trên chứ. Đường giữa thì nó đỡ, tại đường giữa là đường giữa ngắn. Đường trên vô đánh kèo này Rai không được farm luôn á nè. Rồi, áp lực ở cánh dưới anh em. Phần nào đó thì Ninja cũng đang bị lộ diện cánh trên này nè. Cánh trên tự thắng, cánh dưới có áp lực đến từ rừng, tạo ra một cái thế thắng luôn. Thậm chí đây sẽ một vũng đại trụ, đầu tư tốc biến để thoát khỏi tình huống thủy ngục đó, nhưng vẫn quyết định băng trụ lượng giáp đến từ chùi. Cái nền là 171 giáp. Băng trụ đợt 1 thành công, đợt 2 sẽ cố gắng để có thể dứt điểm được xạ thủ quân phía đối phương, ít nhất là như vậy. Lao vào rồi, hỗ trợ tăng trước, rừng tăng sau. Hai điểm hạ gục dành cho Academy T1. Anh Vinh có được hai điểm hạ gục, Châu Vi có được hai điểm hạ gục. Ok, về nhà đóng thẳng luôn cho mình. Đó là cái lượng máu còn lại, không biết có lên cái ổn thần hay không nữa. Rồi, cấp độ 5 đánh với cấp độ 4, năng lượng ngon dạt ra tốt, outplay ổn nè. Đang ui, nhưng mà cái pha này có 4 stack nổ rồi, chủ động tốc biến. Tốc biến theo cũng khá là hay, căn bản là cũng khá là hay ha. Vừa rồi không có mana sử dụng đúp thả diều hả. Ok, nhưng mà phía bên đây nổ rồi. Cái nên sẽ hướng tới một cái áo choàng lửa ha anh em ha. Hồi bữa thì Linh có làm cái clip con Ramus á, thì cái áo choàng lửa là cái món trang bị rất là phù hợp, tại vì con Ramus nó farm rừng nó chậm, mà mình đâu thể nào lên sát thương để gia tăng thêm khả năng farm rừng, thì thường mình sẽ lên cái áo choàng lửa thôi anh em, bắt buộc phải là như vậy rồi để cải thiện cái tốc độ dọn rừng á. Rồi ok nha, đường dưới hết spell nha. Bây giờ găng pha đường dưới này cũng hơi căng dành cho Chovy á. Hạt thông nổ phá mắt nè. Và với việc mà mắt vừa mới bị phá như thế này thì rõ ràng sẽ rơi vào cái trạng thái rất là nguy hiểm. Anh này ăn xong chạy xuống luôn, trừng phạt sớm chạy xuống luôn, chắc chắn sẽ là chạy xuống. Rồng quy chạy xuống nè, cấp độ 6 luôn. Rồi vì để làm cái ràng buộc, cố gắng để có thể tiếp cận thôi cho khi chết rồi. Tiếp đứt lên giảm sát thương của Lucian nha. Quay ngược trở lại dồn sát thương vào cho Vi, lưỡi hái lóc sấy tử vong chứ. Có được điểm hạ gục thứ 4 dành cho Academy T1. Closer di chuyển xuống dưới đây cũng không có chiêu cuối để có thể tiếp cận lên. Tiếp không? Thậm chí là bây giờ mà Closer về nha, nó hoàn toàn có thể có thêm cái scape ở khu vực dưới nữa. Và quyết định của Canyon là thôi, đường dưới đang thắng, đường giữa cũng đang có cái dịp để cốt. Nhưng con rồng nguyên tố đầu tiên, đây Renga ăn con chiến giả. Full bay thì đang xử lý ổn quá, đường dưới nãy giờ đánh BK quá trời mà không thấy rừng của phía đối phương. Thì ok, kiểm soát được thông tin cũng tương đối tốt ha. Dịch chuyển đang chuẩn bị hồi lại. Ire chắc là di chuyển kiểm soát cái lượng tập nhiệm nhất định ha. Thấy đối phương ăn con sứ giả rồi, thôi
ông cần phải đánh hoa soi sáng nữa. Căn bản là mọi tuyển thủ đều biết cái vai trò của mình nữa. Quyết định của Raven là hướng tới một cái thứ hai. Quay ngược trở lại ném E nè, xích chút nữa chết nè. Ràng buộc không trúng, sấy thanh trừng trúng vào một ít. Vẫn là áp lực nha, khả năng câu điểm máu tốt nha, sóng thần đẩy ngược trở lại, Lucian lên dĩa. Cho vì cũng không có tốc biến. Ràng buộc nhưng mà vào tầm gây sát thương rồi. Hết chạy. Đường dưới thua toan toát luôn rồi. Hồi giáp 226 mới có cái thành tích 30 giờ. Với lại cái giáp lưới kia, cái giáp kia, giáp nâng cấp lên. Renga xuống hiến thêm mạng nữa. Trời ơi, xíu chút nữa chết. Ba mấy máu hay mấy máu. Khó quá, ván này bắt đầu cảm giác khó khó rồi. Không biết Jovi sẽ hướng tới một món trang bị nào dành cho Senna đây. Vô băng trụ, chủ động tốc biến. Uầy. Ủa đẩy trước tốc biến ngang nhau mà sao bên đây thì được chưa? Tôi nhớ pha trước là hình như cả hai đều tốc biến trong một cái pha BK Onin đúng không ta? Hay là nhớ nhầm mà là tốc biến của anh coi hồi biến của anh như thế không hồi thôi tạm thời bỏ qua ha. Anh em biết anh em có thể giải thích tìm được không? Hay là nhớ nhầm cái pha BK Onin trước đó của Irelia. Ôi lăn bụng tốc biến quyết đoán ha. Ba pha solo kill vùng đường trên. Vùng tay đánh tốt nhờ. Ta bỏ qua vấn đề của mình vậy. Giày này là giày mới úp. Ok. Rồi. Cái nên đang chuẩn bị có mặt khu vực đường dưới. Có con mắt kiểm soát cắm vào cái bụi giữa. Quyết định là đai trụ luôn. Ôi Rai xin chưa cuối áp sát nha. Vào khiêu khích Renga, thủy ngục vừa rồi không trúng. Renga nhảy tấn công vào Nami, đầu tư luôn tốc biến nhưng không chạy được. Cái nên đang cố gắng che dành cho những người đồng đội của mình. 3-1, cái nên vẫn chạy về được thành công với một cái chiêu cuối nhảy như vận động viên vượt rào. Ôi da, ra mất nó trâu quá. Nãy quên để coi bao nhiêu giáp, bao nhiêu máu. Rồi, qua bên anh Vinh coi. Anh Vinh 52 cái nội tại linh hồn. Về nhà lên đồ lớn luôn. Khổng thần đi. Ồ. Rồi solo kill đó rồi. Đi áp sát chờ hồi lại lăn bụng nước e nhảy. Đập đi ba không trúng. Đây nhấp nhả tốt nha. Đợt lính này khó về quá, không có dịch chuyển. Không biết sao có về được không đây. Rồi cái nền đang ghé thăm ở khu vực đường giữa. Ui Shadow nhấp nhả tốt. Renga không có bụi để nhảy. Thậm chí là bị khiêu khích. Chovy thì đang tấn công. Sóng thân quay ngược trở lại. Hỗ trợ dành cho những người đồng đội. Ảnh trêu nữa. Ok. Coi như là thêm được 46, 48 stack máu của cái khổng thần. Trên có solo kill chưa? Vừa rồi là một trạng thái khô máu của Cassante. Chiêu cuối đang được kích hoạt. Vào lăn bụng, không có lăn bụng, chưa hồi lại lăn bụng. Nhưng Kainan cũng đang có mặt công việc đường trên. Sát thương đến từ trụ vừa rồi là đủ. Nhảy chiêu cuối lao vào, đẩy đúp ngược trở lại, bị khiêu khích tấn công. Ui V3 ổn nha. Đó là đúng V3 ổn để có thể giữ cự ly và tạm thời thoát về được. Dành cho Cassante. Khu vực đường dưới sẽ như thế nào đây? Bóc diệt thị quái của Lucian. Lượng máu của Shadow bây giờ đang hơi thấp một chút xíu. Nami thì đang cố gắng để có thể bọc đầu. Chờ đợi. Cái này là tình huống không có tầm nhìn. Chăn dây làm choáng không trúng. Hết năng lượng rồi. Lucian này hết năng lượng rồi. Khả năng sẽ bị hạ thuộc mà thôi anh em ơi.
chứ là chiêu cuối có được điểm bằng cục dành cho Raven luôn. 7-1-1 quá sạch sao. 8.000-9.000 tiền rồi. Có lẽ như là cái nên sẽ hướng tới một cái áo gần gai ha, món trang bị thứ hai, và Rush tặng luôn một cái giáp gai. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào cây nền ha. Bây giờ bỏ lơ cây nền quá, lần về nhà của Raven chất lượng quá, lên cái nguyệt đao luôn. Rồi thấy mắt cũng phải đồ phương quét thôi. Cái trận bây giờ một chiều, cảm giác một chiều. Hôm qua coi anh Vinh 65 stack khá là chất lượng, 20 stack thì sẽ cho một cái mức tăng trưởng ha. Bây giờ 60 stack là 3 mức tăng trưởng rồi. Tầm đánh 60 chiến mạng sát thương, máu tăng thêm của trái tim cộng thần là 48. Đang đối đầu cùng với con Ramus 200 giáp, lao vào ép tốc biến rất dễ dàng, quá dễ dàng, đổi làm chút xíu cái lượng máu, có năng khả năng hồi phục đến từ tình huống tạt nước của Nami. Sam sống này chắc ra đường giữa đánh tiếp, tại vì bây giờ lăn ra một cái là nhiều khi cho Vi mà niệm. Ok, farm xong. Farm xong chắc là mid lane đánh tiếp anh em. Nãy giờ kéo lên khu vực đường trên thì khả năng phục của ra cắt tốt quá. Đâu để coi có tình huống ba đu đu không. Lăn bụng trật nha. Đang nhấp nhã nha, Q3 cũng trật luôn nha. Đang giữ cự ly anh em, không cho rờ. Quá khó chịu. Lăn bụng tốc biến chồng sát thương. Ôi ôi, vẫn bị gây đam nha. Đứt chạy. Thôi chết rồi, liệm rồi. Sát tầm gần, e tầm gần như thế này liệm mà Rengar không can thiệp được ở khu vực đường trên, bởi vì đó tình huống đánh chặn của Canyon. Trúng cái ràng buộc này. Gây đam mà không muốn mất máu. Ổng đúp lên ổng hơn 600 giáp. Trời ơi, ăn cái thanh trần. Ôi, cái pha vừa rồi giữ chân đến từ Closer ép cho Kaden phải sử dụng cho mình đó chưa cuối. Quay ngược trở lại đến từ Kaden. Tông qua ai đây, không giữ được ai cả khi mà đó tình huống. Ôi, vẫn có khiêu khích kìa. Closer đã bị lỗi. Ôi, luôn sẽ tự băng tự chết. Thậm chí là băng trụ trong khoảng thời gian cực kỳ dài. Không chết luôn. Quay ngược trở lại đánh Kassante luôn, khiêu khích. Còn Kassante chấp nhã quá khó chịu. Không chết luôn. Con này tục quá, trung tướng gì á. Chơi con tướng này đi mọi người, con tướng này nó khỏe mà nó tục nữa. Ok, cảm ơn em đã theo dõi nội dung của số video này nha. Follow Linh để có thể giúp cho Linh có thêm động lực ra những video nha mọi người. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những số video tiếp theo. Bye bye.